Do việc thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ theo từng cấp độ dịch của mỗi địa phương khác nhau, nhu cầu người dân đi lại còn ít do e ngại về dịch bệnh khiến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn hoạt động cầm chừng. Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh Hưng Yên có mức độ phân loại dịch COVID-19 ở cấp độ 2. Hiện Sở Giao thông Vận tải cũng đã có công văn số 3584 với các tỉnh, thành phố về quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô liên tỉnh đi đến Hưng Yên và ngược lại. Việc tỉnh cho mở lại vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 16 tháng 10 giúp người dân đi lại thuận tiện, doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp vận tải vẫn không đăng ký hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nguyên nhân là do lượng khách đi lại còn ít vì e ngại dịch bệnh. Một số tỉnh, thành phố thuộc vùng xanh nhưng vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và chưa cho hoạt động vận tải hành khách. Theo cái phương án và cái văn bản của Ủy ban tỉnh và Sở Giao thông Vận tải thì đã cho mở cửa vận tải hoạt động trở lại từ ngày 16 tháng 10. Thế nhưng thực tế các doanh nghiệp vận tải chưa có phương án và có kế hoạch chạy quay lại vì cái lý do là thực sự vừa rồi dịch cao điểm kéo dài, thế cho nên lượng khách đi lại là không có. Tại bến xe khách Hưng Yên mới có 4 phương tiện quay trở lại hoạt động. Trên tổng số là hơn 260 phương tiện hoạt động tại bến. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 5 bến xe khách với 30 doanh nghiệp, trong đó có 16 doanh nghiệp trong tỉnh và 14 đơn vị doanh nghiệp tỉnh ngoài với khoảng 400 đầu xe. Tuy nhiên sau hơn một tuần các tuyến xe mở lại, bến vẫn không có khách. Ngoài ra các hãng taxi trên địa bàn tỉnh cũng bị giảm mạnh do thời gian dịch kéo dài. Phần lớn lái xe cũng đã chuyển việc, lượng khách đi lại bằng phương tiện này hiện cũng không có. Từ ngày mà dịch bây giờ mở cửa lại được khoảng 3-4 ngày nay thì nói chung anh em taxi đây nói chung ai cũng vắng, rất là vắng khách. Bến xe bây giờ coi như là gần như là rất là ít người. Hiện nhiều doanh nghiệp trong tỉnh chỉ thí điểm vận tải khách với quy mô số chuyến nhỏ tuyến Hà Nội, Lào Cai, Sơn La, Hải Dương. Hy vọng trong thời gian tới, công tác kiểm soát giữa các địa phương thống nhất theo nghị quyết số 128 của chính phủ giúp hoạt động xe khách liên tỉnh được tốt hơn.